Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chess sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Rồi, anh em thân mến, cái video này sẽ là một cái video ngắn thôi anh em nhé. Video ngày hôm nay tôi sẽ đi sâu vào trọng tâm luôn. Đấy chính là cái thanh kiếm cổ. Trong cái video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho anh em cách sử dụng thanh kiếm cổ này một cách hiệu quả nhất, nhờ một cái mẹo mà anh em có thể sử dụng thanh kiếm cổ một cách mãi mãi mà anh em không lo lắng về cái việc là thanh kiếm cổ này nó sẽ bị rơi mất anh em nhá. Đấy, thanh kiếm cổ, một trong những cái món đồ phải nó gọi là mạnh nhất ở trong game, nhưng mà không ai dám lấy. Bởi vì là nếu mà lấy mà thua ấy, là cái thanh kiếm này nó sẽ rơi cho người khác. Đấy, nhưng mà hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các anh em cái cách mà chúng ta tự tin pick cái con thanh kiếm cổ này, và chúng ta không bao giờ chúng ta lo là nó bị rơi mất nha anh em nhá. Đấy, đây. Khi vào trận đấu anh em chỉ cần kéo thanh kiếm cổ này anh em vứt ra. Đấy, là anh em có thể tự tin anh em bị thua. Khi anh em bị thua, anh em sẽ không mất. Round này thì không thua, round này thì vẫn thắng. Ok, chúng ta sẽ đợi một cái round khác nha anh em nhé. Đấy, sau cái video ngày hôm nay, anh em chỉ việc làm giống như tôi. Khi mà anh em ra được cái thanh kiếm cổ, anh em chỉ cần lấy cái thanh kiếm cổ luôn. Anh em chọn luôn cái thanh kiếm cổ, tự tin chọn luôn. Một trong những cái món đồ quá mạnh. Đấy, rất mạnh, mà khi mà anh em ra được cái thanh kiếm cổ thì chắc chắn là anh em nắm được long mạch rồi. Anh em lấy thanh kiếm cổ này. Bước 2, vào trận đấu. Khi mà cái trận đấu nó chưa kết thúc, anh em hãy kéo cái thanh kiếm cổ ra nha, anh em vứt đi. Anh em vứt ra ngoài bàn cờ. Thế là xong. Mặc kệ trận đấu đấy thắng hay thua, anh em không cần quan tâm. Đấy, và chắc chắn là ở trong cái round đầu đấy thì anh em vẫn sử dụng cái thanh kiếm cổ đấy. Đây nha, bây giờ tôi thử lại cho anh em này. Vào trận đấu. Đấy, kéo cái thanh kiếm cổ ra. Nhưng mà vẫn có hiệu ứng thanh kiếm cổ, anh em thấy không? Đấy, lóe sáng. Này, đánh lại. Đấy, đấm đau chưa? Cứ một hit chết một con. Và cái thanh kiếm cổ ấy nó được kéo ra ngoài. Sau khi mà anh em xong cái đao đấy, anh em lại kéo cái thanh kiếm cổ vào người con tướng co của anh em. Anh em thấy không, tôi một cái con Fallen 1 sao, và tôi rất tự tin tôi pick cái con thanh kiếm cổ, tôi đưa cho Fallen 1 sao luôn. Đâu rồi nhở? À đây 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 đây. Không, không mất đâu mà sợ anh em ạ, không mất đâu. Đó, chúng ta có một thanh kiếm cổ cho một con Fallen 1 sao và nó đấm tất. Dã man chưa? Rất tự tin lấy thanh kiếm cổ và không sợ bị mất. Cứ mỗi lần chúng ta vào hiệp đấu, chúng ta lại kéo thanh kiếm cổ ra anh em nhá. Nhưng mà bây giờ tôi phải đợi để một cái round đấy mà tôi thua đi, để cho anh em thấy là nó có hiệu quả. Chứ còn từ nãy giờ vẫn thắng đúng không? Từ nãy giờ vẫn thắng thì anh em sẽ không nắm được cái này. Đấy. Phải thua cơ. Đấy, và tôi thì đây nó là chắc là cũng phải lần thứ 5, lần thứ 6 tôi sử dụng cái thanh kiếm cổ này rồi. Và tôi đã test những cái lần trước rồi, nên lần này khi mà nó ra là cái thanh kiếm cổ, tôi quay video clip này luôn. Mặc dù video clip này là tôi không có ý định tôi quay từ đầu. Đấy. Tôi ra kiếm cổ là tôi quay lại cho anh em để anh em có cái mẹo này. Tôi chia sẻ, xin được chia sẻ cái mẹo cực kỳ hay này cho các anh em. Đấy, bao giờ ra kiếm cổ anh em cứ tự tin anh em lấy kiếm cổ cho tôi. Đây, bây giờ có kiếm hồn thì tôi sẽ đưa kiếm cổ cho kiếm hồn anh em nhé. Rồi. Ánh mắt AZ đi. Đấy. Rất tự tin cầm kiếm cổ, vứt cho tướng một sao. Thậm chí là cái kiếm cổ này ấy, nó còn khỏe hơn cái món đồ Kira cơ anh em ạ. Cái món đồ Kira của anh em ấy là anh em phải luốt tướng xung quanh. Và những cái con tướng đấy nó lại còn phải phụ thuộc xem là cái giá tiền của nó có to hơn hay là thấp hơn cái giá tiền của con tướng chính. Là một, thứ hai là gì? Là cái con nó phải luốt bài đi. Chúng ta sẽ mất bài. Nhưng mà với cái thanh kiếm cổ này, anh em cộng 500 đam mà anh em hoàn toàn anh em không mất gì cả. Đấy, và sau khi mà tôi chia sẻ cái mẹo này thì anh em sẽ được sử dụng cái thanh kiếm cổ một cách free luôn. Không bao giờ mất luôn anh em nhá. Không bao giờ hỏng luôn. Không bao giờ bị rơi đi cho người khác, kể cả thua. Đấy, thằng này liệu rằng có thua không? Thằng này cũng là một thằng chơi rồng kết hợp với cả Witcher này. Đó. Trời ơi, có cái thanh kiếm cổ nó khác biệt luôn anh em ạ. Mặc dù đối thủ có cả một cái con chú quỷ nhưng mà không.
vô tư luôn anh em. thật sự là quá khỏe luôn anh em ạ. Đấy, pick cái con kiếm cổ là coi như là bây giờ là thành lắm được chân mạch luôn, long mạch luôn rồi. Bom này được. Chúng ta không có, chưa có chú quỷ, chúng ta có thể thay bằng cái con bom 5 đô để nó có cái khả năng clear. Bỏ cái con unicorn này ra thôi. Unicorn này bây giờ nó không có tác dụng gì. Ok. Đấy, con quả trứng này mà tí nữa mà kiếm hồn lên 2 sao hoặc là ra được cái con Fallen thì tôi cũng sẽ đập cho Fallen thôi. Đấy, và Fallen mà cầm kiếm cổ đi. Để sẵn ở đây nha, vào trận đấu một cái là kéo ra luôn, vứt đi. Đấy. Thì ra chúng ta vẫn chém như chém bùn. Đấy, anh em thấy là chém Warrior như chém bùn luôn này. Vẫn có cái lóe sáng hiệu ứng của kiếm cổ nhưng mà tôi vứt ra ngoài rồi. Đấy, sau cái round đấu này chúng ta lại vứt vào. Thế thôi mà. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ bị mất. Cái báu vật quý giá của chúng ta nó đã được cất ở một cái chỗ rất là an toàn và kín đáo. Bây giờ phải có một round thua cơ để anh em thấy được cơ. Thua round nào chưa ấy nhỉ? Thua round nào chưa? Phải có một cái round thua thì anh em mới chứng kiến được. Để đấy, để xem nào. Thế nào cũng sẽ có một cái round thua thôi. Mà tôi cứ vứt ra vứt vào như thế cho nó an toàn anh em nhá. Và anh em nhớ nhá, anh em đừng có quên, chỉ cần một cái round quên, anh em không có vứt cái kiếm ra ấy mà anh em bị thua ở round đấy là anh em mất kiếm ngay. Đấy, anh em phải hết sức cẩn thận. Tôi nghĩ là cái con này một sao thế nào cũng sẽ có round, chúng ta sẽ bị thua thôi. Rồi xem nào. Kiếm cổ tung ra nhá. Này, sao này có thể bị thua không? Đấy, cấm đánh này. Tôi kéo cái kiếm rồi nhá. Rồi, đấy. Thua nhá, kiếm ở đây nhá. Đấy, và kiếm nó vẫn ở đấy. Kiếm nó vẫn ở đấy anh em nhá. Đấy, vẫn còn kiếm ở đấy. Không mất anh em ạ. Đây, lại kéo vào. Đấy, đơn giản nó là như thế thôi anh em nhá. Đấy, xin được chia sẻ cho anh em một trong những cái mẹo, một trong những cái mà có thể là không ai nói cho anh em biết, nhưng mà tôi nói cho anh em biết nhá. Từ bây giờ thì anh em có thể tự tin pick cái con thanh kiếm cổ nếu mà nó có ra. Và anh em sẽ không bao giờ phải lo lắng về cái việc nó sẽ bị rơi khi mà anh em thua cái round đầu đấy nữa. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Video chỉ đến đây thôi. Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo nhá. Bye bye.